Dạy cháu học tiếng Anh, người gì hoang mang vì mình là cao thủ nhưng lại gặp ngay phải thách đấu. Ok, bây giờ mình sẽ nói về What's your name? Là bạn tên gì? À, đúng không? Dạ. Rồi, con đọc lại coi. What is your name? Mới là bạn tên gì ạ? À, không phải, không phải. What's your name? Mới là bạn tên gì? Dạ, what's your name chỉ là viết tắt của what is your name thôi. Còn what is your name người ta mới đọc là chính xác. Một khoảnh khắc dạy cháu học tiếng Anh của người dì làm ai xem cũng cười muốn lộn ruột. Vì bản thân dì giỏi thật đấy, nhưng lại gặp phải đứa cháu còn giỏi hơn, khiến cô gái chỉ biết thét lên: "Ôi con sông quê, con sông quê." Video được quay lại cho thấy, lúc này người dì đang dạy thêm tiếng Anh ở nhà cho đứa cháu gái, để cháu lên thành phố đỡ bị bỡ ngỡ và giao tiếp được mượt mà hơn. Mở đầu cũng là kết thúc của buổi học này là từ tiếng Anh có nghĩa bạn tên gì. Tuy nhiên khi vừa đọc ra thì đứa cháu đã bắt lỗi ngay cô dì của mình vì phát âm sai. Ngay lập tức đứa cháu kháu khỉnh đã giảng luôn một bài về cách phát âm đúng cho cô dì nghe, khiến người dì 3 phần hoang mang, 7 phần bất lực. Khuôn mặt bỗng biến sắc vì không biết ai mới là người dạy kèm cho ai. Ok, bây giờ mình sẽ nói về What's your name? Là bạn tên gì? À, đúng không? Dạ. Rồi, con đọc lại coi. What is your name? Mới là bạn tên gì ạ? À, không phải, không phải. What's your name? Mới là bạn tên gì? Dạ, what's your name chỉ là viết tắt của what is your name thôi. Còn what is your name người ta mới đọc là chính xác. Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Đa phần đều bật cười thích thú trước màn dạy học đi vào lòng đất của hai dì cháu. Đây là khi trình của mình là cao thủ, nhưng lại gặp ngay thách đấu. Dì 8 lạng thì cháu cũng 800 gram. Đứa bé làm ao trình luôn cả người dì, cũng từ đó mà không ai nhìn thấy người dì dạy cháu học tiếng Anh thêm một lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.